Cái mặt bộ đồ này để đi vòng vòng làm nhiệm vụ trong thành phố thì mọi người sẽ đều kinh ngạc và sợ hãi bỏ chạy, tưởng đâu là con ốc khổng lồ biết đi. Thì là cái tên là trứng phục sinh thôi, chứ đây là một bộ trang phục hình quả trứng nha bạn. Chứ không phải là mình mua cái trứng này rồi nở ra ba bạn này đâu nha. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Vân MT Gaming. Chủ đề của kênh mình là chơi game và bình luận vui trong trò chơi. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha bạn. Sau bản cập nhật vừa rồi thì là sự kiện lễ phục sinh, thì bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ lễ phục sinh thôi bạn ơi. Thì à quên nữa bạn, để mình cho các bạn xem những siêu phẩm về trang phục mới sắp được ra mắt nha bạn. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Thì đây là 9 bộ trang phục đã được thắng giải trong thiết kế trang phục Play Together lần 2 nha bạn. Giải xuất sắc trong cuộc thi này là lên tới 800 kim cương luôn bạn ơi. Còn giải đặc biệt thì chỉ được là 50 kim cương thôi nha. Thì đây là những bộ trang phục có thể sẽ được bán trong thời gian sắp tới và bán bằng kim cương nha bạn. Đó thì các bạn để dành kim cương để mốt còn mua những cái trang phục đẹp này nữa nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ vào mình xem chi tiết từng trang phục như thế nào nha bạn. Để mình lấy trứng mình đi giao cái rồi mình cho bạn xem tiếp. Rồi đây là bộ trang phục đầu tiên nha bạn. Thì đây là bộ trang phục dành cho các cặp đôi nè bạn. Ai đang có crush thì rủ crush của mình với lại mình mặc bộ trang phục này đi giao trong vòng vòng Play Together thì phải nói là oh my god. Mình thấy thì phong cách của cái bộ trang phục này được thiết kế rất là bụi luôn các bạn ơi. Nói chung là nhìn rất là đẹp. Đó, bạn nào mà thích theo phong cách bụi bụi thì có thể rủ crush của mình mặc bộ trang phục này. Nếu ai chưa có crush thì mua mặc mình có sao đâu, đẹp mà. Nếu bạn nào chưa ưng bộ hồi nãy á, nghĩ là sẽ có crush mới mặc được á, thì đây là bộ trang phục dành cho FA nha bạn. Đó, FA mãi đỉnh. Thì đây là bộ trang phục ác quỷ nha bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn và rất là ngầu luôn nha bạn. Có cái là mình thấy cái quần thiết kế hơi bị giống cái bàn chút xíu bạn ơi. Tại sao lại bị giá ngay chỗ khúc đó vậy mình không biết nữa. Ngoại trừ chỗ cái quần bị giá ra thôi thì toàn bộ bộ đồ và cái cây cầm trên tay cũng rất là đẹp luôn. Thì mình nói cho vui vậy thôi chứ thật ra nhiều khi đây cũng là một cái điểm nhấn cho cái trang phục này nha bạn. Chứ các bạn đừng nghe lời mình tưởng đâu gách thiệt cửa bạn không mua nha. Đây là bộ trang phục thứ 3 nha bạn. Thì cái bộ trang phục này cái tông màu rất là đẹp luôn, xám xanh. Thì đây là bộ trang phục dành cho nam, nhưng mà theo mình thấy là nam nữ đều có thể mặc được nha bạn. Bởi vì mình thấy thiết kế này là bạn này thiết kế lỗ tai thỏ riêng và tóc riêng chứ không có dính chung như là những cái bộ đồ kia mấy bạn. Nên mà khi bạn nào mà bạn nữ mà mua thích bộ đồ này muốn mua bà mặc á thì có thể là cài cái tai thỏ lên tóc của mình hiện tại vẫn được nha bạn. Còn bạn nam thì chỉ cần mặc nguyên cái outfit này vào là phải nói là siêu siêu cute full mewe luôn nha. Bộ đồ tiếp theo là một bộ đồ lại tiếp tục dành cho những cặp đôi nữa nha các bạn. Thì mình nói cho những cặp đôi vậy thôi chứ thật ra đây là bộ đồ được thiết kế cho nam và nữ nha các bạn. Thì ở bộ đồ này mình thấy thiết kế khá là đặc biệt nha các bạn. Với mái tóc hai màu và có điểm nhấn luôn cả ở phía sau là ở dưới đôi giày á các bạn. Đó, đôi giày của bạn nam và bạn nữ là đều có điểm nhấn ở phía sau luôn nha. Thì hồi nãy là mình có một bộ đồ thỏ cho bạn nam, còn bây giờ tới là bộ đồ ốc sên cho bạn nữ nha các bạn. Bộ đồ này thì được đi kèm theo là một cái ba lô vỏ ốc phía sau luôn nè các bạn. Khi mặc bộ đồ này để đi vòng vòng làm nhiệm vụ trong thành phố thì mọi người sẽ đều kinh ngạc và sợ hãi bỏ chạy, tưởng đâu là con ốc khổng lồ biết đi. Mình đùa thôi bạn ơi chứ thật ra bỏ chạy là vì bộ đồ quá dễ thương nên mọi người chạy đi mua thôi mà. Kế tiếp lại là một bộ đồ dành cho nam nha bạn. Thì mình thấy là nó hơi giống giống với cái bộ đồ ốc sên khi nãy, bởi vì cái tông màu khá giống luôn bạn ơi, đều là màu nâu. Nếu như mà hai bạn mặc mà đi chung với nhau á còn tưởng là đồ cặp đó các bạn. Mặc dù là hai bộ đồ khác nhau hoàn toàn, chỉ giống về cái màu thôi. Bộ đồ thì mấy bạn biết mình thấy giống gì không? Giống thám tử nha bạn, bởi vì mình thấy thám tử thường thường ở bên Nhật á bạn, thường thường là hay mặc cái áo choàng này lắm nè. Bộ trang phục tiếp theo là bộ trang phục này có tên là Thiên nhiên mùa thu nha bạn. Đó, tác giả có để sẵn dòng chữ ở dưới cho mình đọc luôn. Thì cái tên nó là Thiên nhiên mùa thu thôi nha bạn, chứ thời tiết mùa nào mình cũng có thể mặc được nha bạn. Chứ không phải là chỉ riêng về mùa thu mình mới mặc được đâu nha các bạn. Rồi còn riêng bộ đồ này là chỉ dành cho nữ thôi nha bạn. Mấy bạn nam không mặc được đâu, bởi vì ở đây là có cái áo riêng và cái váy nữa bạn ơi. Thì bộ đồ này được thiết kế giống như là kiểu ca sĩ vậy đó bạn. Bởi vì mình thấy là kèm theo cái bộ đồ này là có một cái micro nữa nha các bạn. Bạn nam mà có ước mơ để trở thành ca sĩ thì mua bộ đồ này mặc, sau đó vào gặp hát ở ngay chỗ Plaza đó, đứng nhảy và hát nha các bạn.
Thì tự hát tự nghe luôn nha. Rồi sau này mà Lay Together có cập nhật thêm mic nữa thì mình hát cho mấy bạn khác nghe. Thì đây là một bộ đồ dành cho nam và nữ, nhưng mà không phải là đồ cặp cho cờ rết đồ luôn nha bạn. Bộ đồ này theo mình thấy là kiểu giống như là bạn bè đồ đó, bạn có thể mặc đi học với nhau rất là dễ thương luôn. Bởi vì mình thấy bộ đồ này được thiết kế kiểu giống như là đồ dành cho học sinh đó các bạn. Tiếp theo là một bộ đồ mình rất là mong chờ luôn bạn ơi. Chắc bây giờ mình phải để dành kim cương nếu mình mua bộ đồ này quá. Bộ đồ này theo mình thấy là rất rất đẹp luôn các bạn ơi. Và bộ đồ này được đăng trên trang chủ của Lay Together thì mình thấy số lượng team cao hơn tất cả các bộ khác rất là nhiều luôn. Phải nói là cao nhất trong các bộ đồ mà hồi nãy giờ mình cho các bạn xem luôn á. Vừa nhìn vào bộ đồ này thì mình thấy là nó rất là sang và đẹp luôn nha các bạn. Thì bộ đồ này mình thấy là theo kiểu như là idol TikTok á các bạn ơi. Đây là giống như là trang phục mèo á bạn đó. Bạn nữ là mèo trắng, còn bạn nam là mèo đen. Nhìn rất là ngầu luôn. Trời, nhìn mặt bạn nam và bạn nữ đều ngầu như nhau luôn. Mấy bạn chuột mà gặp mặt hai bạn mèo này thì phải nói là chạy xa 800 mét luôn. Đó, thì đây là tất cả các bộ trang phục mà mình vừa cho các bạn xem. Nhưng mà theo mình thấy là bộ trang phục này mình thích nhất luôn. Mình rất mong là bộ trang phục này được bán luôn á các bạn. Thì mình thấy là những cái bộ trang phục được giải giống như là bộ trang phục mèo vừa bán rất là kỳ đòi á các bạn, thì là sẽ được bán với kim cương. Nên những cái bộ trang phục mà mình vừa cho các bạn xem là có nghĩa là nó cũng sẽ có thể được bán ra bằng kim cương nha các bạn. Nên từ bây giờ thì mình nên để dành kim cương để mình mua thôi bạn ơi. Còn khi nào mà các bộ trang phục này được bày bán ở trong cửa hàng thì mình chưa biết rõ nữa các bạn ơi. Nói chung là mình chỉ mong là một ngày đẹp trời nào đó mình vào game và mình thấy bộ trang phục này xuất hiện trong cửa hàng, trời ơi, để mình mua thôi. Nãy giờ mình lo review từng bộ trang phục cho các bạn xem mà bây giờ có cái nhiệm vụ giao trứng mà mình giao chưa xong nữa bạn. Mới đi giao thôi, bây giờ còn phải quay về nữa nè để nhận một bát sữa cho chó uống. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ vào cửa hàng mình xem hôm nay có gói gì mới không nhé bạn. Wow, hôm nay có hai gói mới là thú phục sinh với trứng phục sinh nha bạn. Thú phục sinh là cái gói này 45k, thì có một cái trứng và hai túi thức ăn nha bạn. Thì tổng cộng kim cương là một cái trứng là 50 kim cương với hai túi thức ăn là cỡ tầm 90 kim cương đó bạn, với giá là 45.000 đồng. Thì trứng mua bằng tiền này hay là bằng kim cương thì nó cũng đều như nhau thôi, đều là do nhân phẩm của mình thôi nha bạn. Mình cũng có làm một cái video về mở trứng bằng kim cương với lại trứng nạp tiền. Các bạn nào chưa xem thì vào kênh của mình và xem đi nha. Còn đây là gói trứng phục sinh nha bạn. Thì là cái tên là trứng phục sinh thôi, chứ đây là một bộ trang phục hình quả trứng nha bạn. Chứ không phải là mình mua cái trứng này rồi nở ra ba bạn này đâu nha. Cái bộ trang phục này là hôm qua mình mới khen xong luôn các bạn. Mình thấy chị bán trứng mà dễ thương ghê luôn. Bộ này thì với giá là 219 cành và có thêm 100 kim cương ri nữa nha bạn. Màu sắc thì phải nói là rất là rực rỡ sặc sỡ luôn bạn ơi. Nếu các bạn mà đi giữa plaza thì phải nói là khỏi sợ lạc nha bạn. Còn nếu như mà đứng cạnh NPC để nhận nhiệm vụ thì phải nói là không biết ai là NPC còn ai là người chơi game luôn bạn ơi. Rồi thì trong cửa hàng hôm nay chỉ có hai gói trang phục này là mới thôi nha bạn. Còn những cái bộ trang phục hồi nãy mình cho các bạn xem thì chưa được bày bán trên đây của bạn ơi. Mình rất mong luôn bạn ơi. Rất mong cái bộ trang phục mà mình yêu thích sẽ được bán trên cái cửa hàng này bằng kim cương nha bạn. Rồi hôm nay mình vào đây cũng không có để làm gì bạn ơi, để review trang phục cho các bạn xem chơi vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới nha bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.